Ok, tốt. Chứ là dương nâng chập đàm phơ thêm bộ một tiết đàm bay đã ở quạt khai chi primary key nè, my primary key chẳng nhóm là primary key nhân phải cả thêm bộ một tiết nè hơi bị thêm bộ ở đây miền primary key create thêm bộ nè, thêm bộ nè dương đại cái là tha TBL teacher bạn TBL teacher nhận tới bạn xin lỗi chân tập nói là tha teacher id integer teacher name integer gender teacher name integer ấy sống tục quá cha thu thu đã hà sắp giờ đặt tới bạn chân gái đã qua cha thu và nâng tới hai DOP that mùi tiết phô miên cót address và trà thú mà rồi trả tờ và chẳng cái lại nâng số thai dân trong thơ mách đâm bay ở đăng hạt đã có chia primary key chứ bây giờ primary key dựng đã lên cái này dựng đọc clear máu này cả lòng này primary key dựng đã lừa ấy lừa ID đấy và chân dựng đã máu primary key dựng primary key này bị cái này để là thay chân dựng thực ra làm mất create hết và chân dựng đi mùi mất TBL nè chân nè thấy vì chơi như thế not not nạp à lấy nhầm tiên như mùa này mùi tiền chứ bớ nhầm đạp đi employee gì nhầm tiền vì hay nhầm đàn vì nhầm nhầm clear vía hay nhầm đàn vì nhầm của employee gọi đi miễn ấy vậy ở đây phần tay và teacher là anh chưa nhảy bà nọt nào chứ nọt nào miễn ấy là mấy mình ai nọt nào và mình ai miễn đấy lại khác rồi đấy rồi tay bệnh bệnh chủ trái bò còn nào bạn xây của bạn on the xây của bạn nè bạn chấm gọi về pay miền tây miền khí bờ xây dương từ xây lên lên command pro mà pro mà cái nấng bây giờ đi vì mất khơi nọt ná dựng đăng thang à thép bo lại nữa đại khá từ từ tại bạn chủ nè bạn chấm như vậy des desc cái mà nhờ tbl teacher nè anh nó cứ chỉ primary key